Trở lại với kênh YouTube Mà Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Mọi người ơi, hôm nay cũng ở nhà Mộng, lớn rồi, biết ăn rồi, cũng sắp xa mẹ Mộng với mẹ chị Tiên rồi. Ngày mai là tối mai là hai đứa đi sớm, cho hai đứa này đi nè, hai đứa này đi sớm, còn hai đứa này là chủ nhật mới đi sao. Đó, cái này chứ chồng mẹ không mà khóc nữa mọi người ơi, thương quá mọi người ơi, nuôi mến tay mến chân rồi cho đi thương lắm. Mẹ tranh thủ mẹ quay video để mai mốt mẹ làm kỷ niệm tụi con về chủ mới rồi. Mẹ còn cái lấy cho xem. Cô chú ơi, cô chú à, sao mẹ Mộng rồi cô chú ơi, biết ăn rồi, ngày mai mẹ Mộng cho đi rồi, mẹ Mộng tranh thủ mẹ Mộng quay quay video. Đang ngủ mọi người, hai đứa này ngày mai là đi về mình tranh cùng cho hai đứa này. Đừng giận mẹ nha, đi về chủ mới ngoan nha con, đừng quên mẹ Mộng nha, mẹ Mộng thương lắm á. Chúc mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Cái điện thoại chú ơi, hai là hai đứa này nó đi trước thì mai là đi rồi cô chú ơi, thương lắm. Mẹ thương lắm đó nha con, ngoan lắm, hai đứa con ngoan lắm, hai đứa thì ngoan nha con. Đừng giận mẹ nha, đừng buồn mẹ nha. Mẹ chia rẽ anh em tụi con. Đúng đứa. Mẹ chia rẽ, đừng giận mẹ nha, mẹ thương lắm. Hai đứa này chủ nhật mới đi mọi người, hai đứa này chủ nhật mới đi. Hai đứa này đi trước. Hai đứa này về Khánh Hòa. Gì vậy? Gì đâu ta? Biên Hòa hay gì á? Hai đứa này về Bình Chánh. Ba mẹ nó xây nhà mới, bước hai tụi nó về ở. À, hai đứa này đi tới 79 cây số rồi. Tới. Về nhà anh Tuấn Hùng. Đó, đó, đó. Bốn anh em chơi hôm nay nữa đi. Rồi xa nhau nha. Xa mẹ Mộng luôn. Lắm rồi dạo. Bốn anh em chơi với mẹ Mộng hôm nay, còn mẹ chị Tiên đi trốn rồi. Chơi với mẹ Mộng hôm nay, hai đứa con ngày mai, tối mai là hai con đi rồi, hai đứa này đi trước, hai đứa này chủ nhật nó mới đi. Mọi người thương lắm, mọi người ơi thương dữ lắm luôn. Vào trong mẹ Mộng khóc nữa nè mọi người ơi. Mẹ quay video nha. Mốt đi về rồi mẹ đâu có chơi được nữa, cho nên còn ở đây hôm nay mẹ tranh thủ mẹ quay. Hai đứa này lúc nào cũng ở chung mà. Hai đứa đó ở chung. Hai đứa này nó bự hơn hai đứa này. Hai đứa này nó lồng xăng. Hai đứa này nó lồng xăng. Hai đứa này nó lục xù. Nó lục xù quá mọi người. Cần lắm mọi người. Mà nó to quá con lắm mọi người. Trời ơi, nó cắn cái dây điện thoại của mẹ. Mới này nó buồn ngủ à.
đang ngủ với mẹ, mẹ bắt dậy quay díu nè. Ôm quá à. Này nó còn chó trắng á. Chà nó chắc là con chó trắng á. Mới ngủ rồi. Cắn dây điện thoại, điện thoại hết hết pin ra, sạc pin ra cắn. Đúng lắm mọi người. Chú mới quen nha con, mẹ thương nhiều. Thương lắm á. Đừng giận mẹ nha. Mẹ tìm chủ tốt cho con. Mà đâu nó chơi chung nha. Nó bò đây. Nó chậu ở đây. Nó chậu ở đây. Mà mẹ tắm mà. Tắm mà lấy máy xay mày xay. Mà cho nó mày tắm. Ôi ôi nó cắn dây sạc điện thoại của mẹ. Lắm rồi chú. Thôi ngủ nha. Bye bye cô chú. Chúc cô chú ngủ ngon nha. Cô chú xem tụi con thấy tụi con dễ thương, cô chú đăng ký kênh cho mẹ mộng của con nha. Cảm ơn cô, tụi con cảm và mẹ mộng cảm ơn cô chú nhiều. Bye bye. Chào cô chú nha. Bye bye. Bye bye. Con ngủ rồi. Thôi mẹ đi ra cho con ngủ nha. Mai xa anh em rồi. Ngày mai là bốn đứa mỗi người một nơi. Hôm nay tụi con chơi chung đi. Tụi con muốn nói gì nói đi. Đã xa nhau rồi. Thương lắm mọi người. Chó đẻ ra cái mộng chia đi. Nó chia cách xa mẹ luôn. Không còn gặp lại mẹ, thương lắm. Môi. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú, bye bye cô chú. Chào cô chú. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Cảm ơn mọi người đã yêu thương, xem kênh và ủng hộ. Bấm chuông mộng kênh ủng hộ mộng nha mọi người. Rồi, có một con dê nó chém nó chung vô rồi.